Đấy đấy, đầu chú ý. Đấy, đầu chú ý là chính. Đây rồi. Đấy, chú ý đầu lắm. Không hiểu tại sao mà em bị mổ 10 năm rồi em chẳng chăm sóc gì cho nó mà vấn đề dùng được đến bây giờ là cũng là ác ấy. Đáng nhẽ phải đau từ rất lâu rồi. Kể cả cho dù nó không bị làm sao đi chăng nữa thì nó vẫn hỏng trong 5 tháng. Nhưng khi nó bị hỏng rồi ấy, nó sẽ hỏng nhanh hơn, nó mài mòn nhanh hơn, nó hỏng nhanh hơn. Anh đi lại thấy nhẹ nhàng hơn nhiều chưa? Cũng không thấy đau nữa đâu. Và đi không đau nữa. Không đau như lúc đến đời rồi. Kính chào quý vị và các bạn. Tôi tên là Nguyễn Trọng Thủy, bác sĩ chuyên khoa y học thể thao với hơn 10 năm kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe cho các vận động viên đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam. Phòng khám của chúng tôi chuyên điều trị những chấn thương, bệnh lý về cơ xương khớp cho tất cả mọi người, không dùng thuốc. Đây chẳng mảnh như sợi tơ này. Ngày trước là em mổ thời gian cách đây 10 năm em mổ một lần rồi đấy. Cái gối này của em thì cái đợt này nó đau từ bao giờ? À em cũng đau lúc đau một năm rồi em nói ạ. Cũng bị đau cái chỗ này này, chạy căng quá. Tức là hơn một năm rồi. Vâng. Trước đây cái gối này đã từng mổ rồi đúng không? Vâng. Thì nó thế nào? Nói chung là không chạy không được bao nhiêu được như thường đâu. Em bở đá bóng. Thế là em giờ đánh bóng chuyền. Thì hơn một năm thì em chạy một phát thì là cái thằng này nó đau. Thế em lại nghỉ vài tháng xong mới chạy cái nó lại đau. Cứ chạy thật căng ấy thì nó lại đau. Tức là khi phải chạy nó mới đau hay là đi bình thường nó đã đau rồi? À đi bình thường thì không đau nữa. Thế bây giờ cái động tác nào nó sẽ đau nhiều hơn? Thì căng chạy nó căng trơn. Với cả bây giờ đầu gối em nó bị thêm cái nục cục nữa. Tức là cái gối của em là mổ từ bao giờ, mổ dây chéo từ bao giờ? Cách đây bao nhiêu năm rồi? Đúng 10 năm ạ. Đúng 10 năm rồi? Vâng. Tất cả 10 năm qua em có chăm sóc gì cho nó? Thì thực tế là không, em chỉ có nghỉ thời gian xong cái em chỉ có đánh bóng nhẹ nhẹ thôi. Đá bóng thì em không đá nữa. Thế là cũng ác, em mổ một quả dây chằng chéo 10 năm rồi mà em không chăm sóc gì cho nó mà nó vẫn được như thế là tốt lắm rồi. Vâng. Bình thường đáng nhẽ nó phải đau nhiều lắm rồi, nó phiền nhiều lắm rồi chứ. Thế ta mổ xong rồi cái chỗ này nó đau hơn một tháng, hơn một năm nay thì em cứ thử để xem cho nó hết không thì nó không hết đúng không ạ? Vâng. Đó. Thế là em nằm dưới xem. Bên này của em bình thường không? Bên ấy bình thường ạ. Đây chẳng lỏng lắm, ta lỏng mới lỏng nhưng mà vẫn ok. Đây đau. Đấy đấy, đau chú ý ạ. Đấy, đầu chú ý là chính. Đây rồi. Đấy, chú ý đau lắm. Thế mà em muốn chạy thì nó không sức lên được. Ngày trước thì chẳng hạn cái ngày trước thì có chạy cái thì em nói nó lại sưng lên, phu lề lên là... Nó sưng cả gối lên. Vâng. Nhưng mà tầm độ một tháng này thì em hoạt động nó giảm xuống. Ít đi thì nó không phu lề lên mới ạ. Còn thì cứ hoạt động nhiều cái là nó lại phù lề lên. Đa phần nó đau đấy là chính đúng không? Vâng. Bình thường. Bình thường. Đau. Đấy, có đau ạ. Đây đau. Hơi ạ. À, cái chỗ này bình thường. Đấy, di mạnh thì mới đau. À chè. Đau chứ. Đau cái chỗ, cái sụn trên đấy thì kiểu gì nó phải đau cái này. Đây đau. Hơi ạ. Có đau ạ. Vâng, đây, nó bị nhói. Thì nó cũng ở đây, nó cũng là à, cái đấy. Sụn đấy. Đây, đấy. Nó cũng là cái sụn chê thôi, của em cũng là cái sụn chê mà. Vâng, em lại thấy nó nhói, phải chú ý. Như cái gối của em thì qua cái xem phim cũng giống như là khi mà khám ở trên lâm sàng ấy thì mình đánh giá đầu tiên là cái dây chằng chéo trước của em ấy. Thì trước em đã mổ tái tạo dây chằng chéo trước cái đây 10 năm rồi. Tại bây giờ nó lỏng hơn so với cái bên lành rất là nhiều. Và xem ở trên cái phim ấy thì thấy là cái dây chằng chéo của em rất là mỏng mảnh. Cái dây chằng chéo trước ấy được tái tạo trước cái đây 10 năm ấy, bây giờ nó rất là mảnh. Mà xem khám trên lâm sàng thì nó cũng rất là lỏng gối của mình luôn. Đó, đương nhiên là nó vẫn ở trong cái biên độ cho phép. Nhưng mà đối với xem cái dây chằng cũng giống như là khám thì thực sự nó rất lỏng. Từ nó lỏng như vậy nó sẽ làm phiền rất nhiều đến cái sụn khớp và cái sụn trên của khớp gối của mình. Bởi vì khi mà cái khớp gối mà nó trượt ra trượt vào này, nó lỏng mà nó trượt ra trượt vào này này. Thì cái ví dụ như là đây nhá. Đây là cái mâm chày nhá. Đây là cái sụn trên nhá. Đây là lồ cầu xương đùi nhá. Bây giờ nó trượt ra trượt vào này có phải nó mài cái chêm không ạ? Nó mài sụn chêm đây mà cái sụn chêm của em nó đã bị sẵn rồi. Sụn chêm trong, sụn chêm ngoài của em nó đều bị hỏng rồi. Nó bị rất là nhiều. Dạo này nó có bị lục cục thì đấy, cái việc lục cục là việc đương nhiên luôn rồi. Mặc định là như thế, em thấy không? Cái sụn chêm trong thì còn mỏng còn bé tí này. Cái sụn chêm ngoài thì còn bao nhiêu đâu. Chả có bao nhiêu cả. Nó bị cái này nó hỏng từ lâu rồi, từ cái ngày đầu tiên mà khi mà mình phẫu thuật đấy đã được tạo hình lại rồi, nó đã mỏng rồi. Thế sau đó càng ngày ấy,
thì nó càng hỏng đi, bởi vì cái sụn của mình á, kể cả cho dù nó không bị làm sao đi chăng nữa thì nó vẫn hỏng trong 5 tháng. Nhưng khi nó bị hỏng rồi ấy, nó sẽ hỏng nhanh hơn, nó mài mòn nhanh hơn, nó hỏng nhanh hơn. Đây là cái gối của mình nhá, đây là lồi cầu xương đùi nhá, đây là mâm trầy nhá. Thì giữa đây nó là cái sụn chêm nhá, hai cái này độ dày nó bằng nhau. Bây giờ nó bị mỏng đi rồi thì có phải lực nó cứ dồn hết về một bên nhiều hơn không? Thế cuối cùng nó càng ngày nó càng hỏng nhiều hơn. Đấy, cụ thể như là cái phim này của em này thì nó mỏng dính như thế này rồi. Gần như là khe khớp nó sắp hẹp vào nhau rồi. Tới là chuẩn bị là cái hai cái xương nó cạ nhau rồi, nó đau nó đương nhiên rồi. Cho nên là đó là lý do tại sao mà anh cũng không hiểu tại sao mà em bị mổ 10 năm rồi em chẳng chăm sóc gì cho nó mà vấn đề dùng được đến bây giờ là cũng là ác ấy. Đáng nhẽ phải đau từ rất lâu rồi. Bây giờ em thì thực tế ra là em không muốn trước mổ rồi em kinh quá không muốn mổ nữa. Thì chẳng hạn như đầu gối này của em có phải là tìm chất nhơn hay như thế nào không anh? Đúng rồi. Đấy mới là cái quan trọng. Bởi vì đối với cái này của em mới mổ nhá, mổ thì bây giờ thì mổ cũng không giải quyết được vấn đề gì cả. Gọt bớt sụn đi thì nó còn nguy hiểm hơn. Thì nó làm gì còn sụn mà đệm nữa thì cuối cùng là nó hai đầu xương nó cạ nhau nó đau nữa. Quan trọng nhất là của mình là bây giờ thứ nhất này, mình tập cho gân cơ này nó khỏe lên này để cho nó hỗ trợ cho cái gối này nhá. Đấy là đầu tiên này. Cái thứ hai nữa mình dùng một số dòng thực phẩm chức năng để hỗ trợ cho nó. Glucosamine phối hợp với collagen tiếp 2 rồi omega 3. Hỗ trợ cái đó chỉ được một phần thôi. Cái thứ ba nữa là mình vật lý trị liệu cho nó một chút xíu thì nó cũng đỡ đi được một phần nhá. Có một phần vật lý trị liệu điện xung hồng ngoại siêu vi sóng laser massage sau quay cho nó được một phần. Nhưng cái quan trọng nhất là mình làm gì, mình là được tiêm huyết tương dầu cầu cho nó này. Mà nếu mà muốn tốt hơn nữa thì mình tiêm huyết tương dầu cầu phối hợp cùng HA cho nó thì sẽ là tốt hơn rất nhiều. Như trường hợp như của em mình hỏng cái sụn chêm nó nhiều đến mức độ như này thì nên phối hợp cùng với huyết tương dầu cầu phối hợp với HA. Bởi vì trước đây ví dụ như là huyết tương tiểu cầu hoặc là HA này chất này nhân tạo ấy tiêm rời nhau ra. Nhưng cho đến gần thời gian gần đây ấy, thì khi mà người ta nghiên cứu rằng là thấy là khi mà phối hợp cùng với huyết tương tiểu cầu cùng HA ấy, thì nó tăng cái giá trị là chẩn đoán chống viêm rồi là tái tạo lên gấp 3 lần so với việc tiêm rời nhau. Vâng. Và cái khoảng thời gian nó kéo dài ra gấp 1,5 lần. Đó. Đối với huyết tương tiểu cầu thì huyết tương tiểu cầu thì nó không phải là thuốc, nó là cái máu của mình ấy. Lấy ra tách chiết thành phần được thiết trong tiêm vào đó. Nó tác dụng giảm đau chống viêm rồi tăng cường các tế bào lành mới, mạch máu tương tạo mới cho nó. Đấy, đó. Cái này em cũng tìm hiểu một chút rồi. Đúng rồi, thế thì tốt rồi. Và nếu như mà mình muốn làm tốt hơn nữa, tức là phối hợp cùng HA nữa thì nó tốt hơn nữa. Không đau mới nữa rồi. Không đau mấy. Anh thấy nhẹ nhàng hơn đúng không? Cảm giác chân nó khỏe hơn. Ok. Anh đi lại thấy nhẹ nhàng hơn nhiều chưa? Thấy nhẹ nhàng hơn một tí rồi. Nhẹ nhàng. Ok. Cũng không thấy đau nữa đâu. Đi không đau nữa. Ok. Có tức nhẹ thôi. Dạ vâng. Hơi đau. Bây giờ anh thấy nó chỉ hơi tức tí. Ok. Anh thấy đi cũng đỡ được không đau như lúc đến đời rồi. Dạ vâng. Ok anh. Thế tạm thời hôm nay em dừng lại ở đây nhá. Ok anh. Để em chụp lạnh cho anh.